ở đây nghe rộng nhỉ, cánh đồng toàn rộng lớn. Bên này có khả năng cao hơn. Đứng đây thôi. Anh phát à? Anh cứ bảo đứng đây thôi. Cả của anh đông hơn chắc anh phát. Không. Tắt máy à? Anh không gắn thẻ ai đâu. Cái máy của em sáng lắm. Anh phát trực tiếp thế thì em phải tắt đi à? Của anh tối bù. Đây của em sáng này. Ừ. Cái máy xịn nó vẫn hơn. Thôi, để một máy. Thôi em cứ phát của em đi, của anh phát anh làm cái khác. Ôi giời. Em chào anh Cường nhá, anh về chưa? Đang ở đồng này anh ơi. Trời. Đêm rồi không ngủ à, không nghỉ để phá làng phá xóm. Máy đẹp quá. Mới có chưa một lần xuống gọn. Kệ nó em ạ, cứ từ từ để cho anh ấy chạy đi, đang tí nữa chỉnh sau. Bảo anh ấy chạy khỏe lên tí được. Chạy thoải mái đi anh. Hình như vào nhầm số chạy chậm hơn rồi. Có phải vào nhầm số chạy chậm hơn không? Nó phải như rứa nghe à. Nói chung là cũng tạm thời đến thời điểm bây giờ là cũng xứng đáng được cái thành quả lao động. Anh ấy buông tay xem có ổn không? Chưa, có rong đâu mà buông. Ví nó có rong đấy. Buông tay đấy cơ. Này không có đường lui đâu. Sao anh ấy cày xuống thế? Thôi cứ kệ đi, tí nữa chỉnh sau. Đông. Của em bao nhiêu người? Em có 3 người thôi. Đây của anh có 60 người. Anh ấy đi bám vào chỗ này này. Đuổi được không? Còn sức đuổi không? Thoải mái. Rồi đấy, anh đi như thế đấy. Nhanh hơn đi tí nữa cũng được.
cày cày bao phê luôn. Em chào tất cả các bác nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và một giấc ngủ ngon lành. Bây giờ đồng hồ đang chỉ là 10 giờ đêm. Anh em chúng em đang có mặt tại Kim Động, Hưng Yên để test dàn cày 6 chảo cho con máy 5018 với đường cày là 1m45. Thoải mái. Cái này chắc không cần cầm đến đâu. Để lên bờ đi. Rồi. Anh ơi, nông sâu là do tay Ben của mình nhá. Nông sâu là do tay Ben đấy. Anh đặt ở cái cỡ nào nó vừa tầm cày, anh cảm thấy máy ok là anh hạ ở tầm đấy thôi. Chú ý là đừng hạ, đừng nông quá. Nông quá thì nó trượt. Thả xuống tí nữa đi. Lùi lại thả xuống tí nữa. Anh em chắc không kể gì. Đấy, tầm này vừa rồi đấy. Cày không phê, không lấy tiền của anh em nhá. Đất lên như tuốt lúa. Máy bơm nước thì gần như gọi bằng bác rồi. Anh ơi, từ từ. Tí nữa anh cứ dập hết tay Ben thủy lực giúp nhá. Em chỉnh lại cái kia rồi. Cứ dập hết mà chạy thôi. Có bị lái ok không? Rồi, ok. Máy đang chạy tốc độ rất là nhanh nhưng mà đất vẫn không băng xa. Mới gọi là rõng cày vừa tầm. Tốc độ này em đang theo chóng mặt rồi. Hoàn hảo luôn rồi. Hoàn hảo luôn rồi. Hỏi anh ấy ok chưa, anh bảo phê rồi. Đường bờ con này thì mất bờ, không phải suy nghĩ gì rồi. Anh ơi, làm tí đường bờ nữa không? Thôi kệ anh ấy thôi, đường bờ không cần. Nhưng mà con này đi đường bờ là phải căn ra ngoài khoảng độ 10 phân. Từ từ anh ấy lùi đây đấy.
tốt nhất là lên đây. Chắc đây đường bờ đây. Khéo không mất bờ đấy. Đây đặt chảo thôi là đã sát mé bờ rồi anh em này. Ôi thế này anh em mình, chú cháu mình nghỉ thôi, thế thôi. Quá chuẩn rồi. Chưa cần cày, chưa cần phải chỉnh nhá. Chú ơi, chú lên chú làm vài vòng đi xem. Cứ hạ hết tầm chú ạ. Cháu chỉnh lại ở đuôi rồi. Ê. Cái này là không hạ tay ben. Bảo hạ tay ben hết tầm đi, bởi vì chỉnh lại. Nếu mà giả sử như lúc nãy mà cháu chưa chỉnh ở cái đuôi ấy, thì là tay ben còn nương nương. Giờ là chỉnh đuôi rồi thì cứ hạ thoải mái thôi. Đường này của nó 1,5 m mà. 1,5 m mà cứ tính theo chiều dài nó đỗi khoảng tầm 200 m này. Nhân lên là nó ra xào thôi. Cái này 200 m đó. Không, đấy là đang mình đang bảo là nếu mà giả sử đỗi ruộng mà dài 200 m chẳng hạn. Mà cứ nhân lên đường cày 1,5 m là cứ nhân lên 200 nhân 1,5 m được 300 m là gần được xào rồi. Cứ thế mà nhân. Ông nào có ăn lận diện tích là không chạy đi đâu được nghe. Thôi ok rồi, em chào các bác nhé. Em xin phép kết thúc livestream tại đây thôi.